này nha. Nhiều khách bớt cho chơi. Lấy nhiều cỡ cái đấy nhiều tiền. Rồi, cảm ơn nhiều. Bỏ này ra bớt này ha. Buông bớt đi về. Buông bớt đi một đồ lấy thôi. Yeah. Vô lòng chợ là sao cái chợ lớn lên trong đó.
nhiều nước dừa chút nha cưng. Có lấy đậu đen không vậy? Có lấy đậu đen không? Không, không, không. Chè đậu nữa rồi, có chè đậu thôi. Để em có chè đậu đi. Em có chè đậu. Có bánh chè chứ sợ nha. Rồi cái gì nữa không vậy? Đủ. À, 5 bịch đó hả? 4 bịch. Bịch chè đậu. Đậu đó rồi. Đậu rồi. Chú đi đứa chân nè, chú đứa chân. Quanh 5 bịch như tiền nha. 36. Thôi 70 đi. Cái mà hai chục thôi, ăn có bán mấy cái em, nó không có.
Linh thì 60 luôn nhá, 91 luôn nhá. 60 luôn này. Ví dụ cái bánh chưng 19 đồng 9 ha, thế vô nó là thành gần bao nhiêu hả đây? 21 đồng rồi. Ở bên chị vô ăn nhà hàng á. Đây tính thế nó để vô giá hả? Ví dụ như cái bánh chưng 19 đồng ở bên Maryland á hả? Mua bánh chưng là mua gì bán đồ ăn mà vậy cũng tính thuế. Không chưng làm gì mà tính thuế. Cái gì cũng ăn bánh, cái bánh ăn giờ cũng cộng vô rồi tính thuế. Mỗi mua 25, 30, ở đây 50, 50, 50.